Có lẽ là các bạn sẽ khá quen thuộc với những chiếc vòng đeo tay Mi Band 8. Và hôm nay thì mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái vòng đeo tay nâng cấp hơn của trong gia đình của Xiaomi luôn. Đó chính là Band 8 Pro. Với phiên bản này thì các bạn sẽ có kích thước màn hình lớn hơn tới là 1,74 inch. Và dung lượng pin thì cũng khá là trâu hơn nè. Giao diện thì dễ dàng sử dụng. Và sau đây thì các bạn hãy cùng mình vào phần trải nghiệm chi tiết nhé. Band 8 Pro này thì cái điểm ấn tượng của mình khi đập vào mắt đó chính là màn hình của nó, và màn hình của nó khá là lớn mọi người, màn hình tới 1,74 inch. Màn hình lớn như thế này thì nó sẽ mang lại cái sự rộng rãi nè, và giúp cho người dùng có thể quan sát rõ nét hơn về lịch trình thời tiết cũng như là tất cả những thông báo. Với tần số quét là 60Hz thì với cái thiết kế này Mi Band 8 Pro thì nó còn được nâng cấp hơn với cái độ sáng lên đến là 600 nit. Nên là khi mà các bạn sử dụng và đeo ra ở môi trường bên ngoài trời gánh nắng gắt như là buổi trưa thì mình vẫn có thể quan sát được rất là rõ màn hình. Kèm theo với đó thì nó còn có một cái cảm biến thông minh nữa, có thể tương thích được với ánh sáng của môi trường. Tức có nghĩa là các bạn có thể đi ra môi trường ban ngày nào không có bị chói, và thậm chí là mình có thể sử dụng ban đêm thì nó cũng có được một cái lượng ánh sáng vừa đủ và nó không có gây quá hắt cho mắt của mình khi mà các bạn sử dụng. Và với vòng đeo tay Band 8 Pro thì mọi người thấy là nó cũng sử dụng phần khung kim loại như thế này, thì trong cái thiết kế của cái chiếc vòng đeo tay này tuy chỉ là một phân khúc giá trung nhưng mà nhìn nó cũng khá là xịn sò và chắc chắn. Khi mà các bạn thấy là cái khung thiết kế dạng kim loại thì khi mà chúng ta rớt đi chăng nữa thì nó cũng bảo đảm được cái động cơ cũng như là không ảnh hưởng gì đến chiếc vòng đeo tay. Kèm theo với đó thì chất liệu vòng đeo tay ở bên ngoài thì nó sử dụng chất liệu là TPU, một loại chất liệu giống như là silicon vậy đó. Các bạn có thể hiểu nôm na với chất liệu này thì nó sẽ rất là mềm và không có gây cấn trong cái quá trình mà các bạn đeo. Và thậm chí là khi mà chúng ta đeo tay phải, mình có viết hoặc là mình đánh máy hoặc là làm những thao tác gì mà cũng không sợ bị cấn. Và cái thứ hai là nó rất là nhẹ. Với con Band 8 Pro này thì cơ chế tháo lắp của nó cực kỳ dễ, các bạn chỉ cần nhấn một cái nút thao tác nhẹ như thế này thôi thì chúng ta đã có thể thay thế được các vòng đeo tay khác nhau. Mình có thể sử dụng vòng đeo tay dạng silicon, hoặc các bạn có thể không thích thì mình có thể sử dụng vòng đeo tay da hoặc là đeo tay sắt đều được cả. Tháo lắp thì cực kỳ đơn giản, và mình thấy là cái việc tháo lắp như thế này thì chúng ta có thể gia tăng được cái quá trình mà vệ sinh cho vòng đeo tay nè, hoặc là chúng ta có lỡ làm gì chăng nữa thì cái việc vệ sinh nó cũng dễ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Với con Band 8 Pro này thì nó sẽ có chuẩn thoát nước là 5 ATM, nên là các bạn có thể lặn được với cái độ sâu là 50m mà không sợ là bị vào nước trong cái thiết bị này. Và đây là giao diện của con Band 8 Pro mà các bạn đang thấy. Giao diện của nó thì cũng rất là dễ sử dụng. Ở đây thì chúng ta có những cái thông báo cơ bản và thông báo ứng dụng nè. Các bạn có thể lựa chọn như điện thoại WeChat để mà mình bật thông báo. Khi có những cái thông báo này thì nó sẽ ngay lập tức nhận được thông báo qua cái Band 8 Pro. Với vòng đeo tay này thì nó cũng có tới 150 các chế độ tập luyện khác nhau để bạn có thể đo được cái quá trình mà chúng ta tập luyện và di chuyển. Ví dụ như mình đang đi bộ thì mình sẽ bắt đầu đo ở đây, nó sẽ đo được các cái chỉ số như là km nè, nhịp tim của bạn và số lượng calo, SPM và các bước luôn. Mình thấy là với một cái dụng cụ hỗ trợ như thế này thì chúng ta sẽ kiểm soát được cũng như là biết được là cái vận động của mình ngày hôm đó nó có nhiều hay ít. Định vị GNSS. Đây, mình có thể bấm dừng. Đó. End. Rồi, mình có thể chọn sang vận động khác. Ví dụ mình tập gym chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ bắt đầu, ví dụ như mà các bạn vận động trong khoảng thời gian là 1 tiếng hoặc là 2 tiếng thì nó sẽ đo được cái lượng calo. Các bạn tập thể dục, ví dụ như là hip thrust hoặc là tập tay tập chân. Với cái giao diện như thế này thì các bạn thấy là ở đây nó có rất là nhiều những cái ứng dụng để chúng ta có thể lựa chọn. Mình thấy là sơ sơ là nó gần tới 30 các lựa chọn khác nhau luôn, nhưng mình sẽ điểm sơ qua những cái tính năng chính của nó. Ví dụ như đo được cái chỉ số SpO2 và mình sẽ đo thử ở trong khi đeo. Đây. Rồi. 98%. Đây là kết quả. Rồi, bạn muốn quay trở lại với các cái tính năng khác. Ví dụ như nhịp tim của mình đang là 90, 91. 28 phút trước mình sẽ cho nó đo lại. Đó. Bây giờ là 72 ppm. Không biết hồi nãy làm cái gì mà thở rất là nhiều và nhịp tim lớn. Còn giờ nhịp tim nó có vẻ ổn định hơn là 74, 75, 76.
Này mình đang nói là nó tăng lên nè. Mình sẽ thử test cái độ nhạy của nó nha. Mình sẽ gọi qua thử đây. Thông báo trên điện thoại. Vừa đây vừa kêu. Và trên này cũng nhận được thông báo. Và với con Ben 8 Pro này thì nó sẽ có dung lượng pin là 289 mAh. Nôm na thì các bạn có thể sử dụng được từ 10 cho đến 12 ngày cho một lần sạc. Và một lần sạc của nó là chỉ có 80 phút thôi nha mọi người nha. Mình thấy là với thiết kế này thì nó cũng khá là ok. Một chiếc vòng đeo tay nha cũng đáp ứng được đầy đủ những cái tính năng như là thông báo nè, đo được các cái chỉ số cơ thể của mình và đo được cái lượng tiêu hao calo trong cái quá trình mà các bạn vận động. Với chiếc vòng đeo tay này thì các bạn có thể đến trải nghiệm ngay tại các cửa hàng của Chim Tầm Mobile với các địa chỉ là 128 130 Hậu Giang quận 6 và địa chỉ thứ hai là 147 149 Nguyễn Tri Phương quận 5. Các bạn có thể đến để trải nghiệm thêm nhiều hơn nữa những cái các sản phẩm công nghệ khác. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.